Giữa không gian vô tận và những bí ẩn không hồi kết của vũ trụ, có những hiện tượng khiến chúng ta phải nhìn lại mọi hiểu biết hiện tại như thể chạm vào ranh giới của tri thức nhân loại. Một trong số đó là hệ ba lô đen kỳ lạ mang tên V404 Cygni. Hệ này đặc biệt không chỉ bởi sự liên kết của ba thiên thể nhờ vào lực hấp dẫn mạnh mẽ, mà còn vì cách chúng hình thành. Trái với suy nghĩ lâu nay rằng lô đen chỉ sinh ra từ những vụ nổ siêu tân tinh dữ dội, V404 Cygni lại dường như được hình thành qua một tiến trình lặng lẽ hơn, một dạng sụp đổ trực tiếp khi lõi của một ngôi sao sụp đổ vào chính nó mà không cần một vụ nổ lớn. Điều kỳ lạ hơn nữa là hai ngôi sao đồng hành vẫn tồn tại trong hệ này, một ngôi sao gần và một ngôi sao xa, cân bằng trong quỹ đạo của mình mà không bị phá vỡ. Phát hiện này không chỉ đặt ra một thử thách lớn đối với lý thuyết hình thành lỗ đen hiện nay, mà còn mở ra khả năng về những quy trình mà chúng ta chưa từng ngộ tới trong vũ trụ. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cấu trúc bí ẩn của hệ ba lỗ đen này, nơi lực hấp dẫn kết nối chúng trong một điều nhảy vượt khỏi hiểu biết của nhân loại. Sự tồn tại của chúng không chỉ khiến các nhà khoa học kinh ngạc, mà còn đặt ra những câu hỏi mới đầy thử thách, buộc chúng ta phải xem lại các quy luật vật lý hiện có, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về vũ trụ bao la. Hệ ba lỗ đen V404 Cygni, cách trái đất khoảng 8.000 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Nga, Cygnus, đã trở thành chủ đề nghiên cứu hấp dẫn trong giới thiên văn học, thách thức các lý thuyết hình thành và tiến hóa lỗ đen. Ban đầu, V404 Cygni được biết đến như một hệ nhị phân tia X điển hình, với lỗ đen trung tâm hút khí từ ngôi sao đồng hành, tạo ra tia X mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Thế nhưng, phát hiện mới nhất từ kính viễn vọng không gian Gaia đã làm hé lộ một điều kỳ lạ. Ngoài lỗ đen và ngôi sao đồng hành gần gũi, có một ngôi sao thứ ba chuyển động theo quỹ đạo rất xa so với hệ hai thiên thể trung tâm, ở khoảng cách khổng lồ tương đương 3.500 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Nhờ vào độ chính xác cực cao của Gaia, các nhà thiên văn học đã có thể xác nhận rằng ngôi sao thứ ba này thực sự bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn của hệ nhị phân. Khả năng cho rằng ngôi sao này chỉ tình cờ di chuyển gần V404 Cygni là vô cùng thấp, với xác suất chỉ khoảng 1 trong 10 triệu. Phát hiện này là minh chứng rõ ràng cho một dạng hệ ba độc đáo, nơi một lỗ đen và hai ngôi sao giữ vững liên kết hấp dẫn trong một cấu trúc tương tác xa lạ, dường như không qua các vụ nổ siêu tân tinh mãnh liệt như thường thấy trong quá trình hình thành lỗ đen. Điều thú vị hơn là các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, thay vì hình thành từ một vụ nổ siêu tân tinh bạo liệt, lỗ đen trong V404 Cygni có thể đã hình thành qua quá trình sụp đổ trực tiếp của lõi sao lớn mà không xảy ra một vụ nổ. Nếu quá trình này thực sự diễn ra, nó sẽ cho phép hệ thống duy trì cấu trúc ổn định và tránh các va chạm phá hủy với ngôi sao đồng hành. Điều này có ý nghĩa sâu rộng khi nó mở ra khả năng nhiều lỗ đen khác trong vũ trụ cũng có thể hình thành một cách nhẹ nhàng, qua đó giữ lại nhiều ngôi sao đồng hành trong quỹ đạo, tạo nên các cấu trúc phức tạp và khó phát hiện hơn. Hệ 3 V404 Cygni đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính phổ biến của các hệ lỗ đen đa thiên thể trong vũ trụ. Nếu quá trình hình thành êm ả là có thể, thì bao nhiêu hệ thống tương tự đang tồn tại nhưng chưa được phát hiện? Những khám phá này không chỉ giúp hiểu thêm về lỗ đen, mà còn thúc đẩy các nghiên cứu mới nhằm tìm kiếm thêm những điều hấp dẫn, bí ẩn của các hệ đa thiên thể. Hơn nữa, các kính viễn vọng như James Webb và các dự án như Gaia sẽ giúp mở rộng tri thức về các hệ lỗ đen trong vũ trụ rộng lớn, hướng đến những bước tiến mới trong lĩnh vực thiên văn học và vũ trụ học. Trong suy nghĩ truyền thống, lỗ đen được hình thành từ cái chết dữ dội của những ngôi sao lớn. Khi một ngôi sao khổng lồ cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân, nó không còn khả năng chống lại trọng lực, dẫn đến một sự sụp đổ nhanh chóng và một vụ nổ siêu tân tinh cực kỳ mạnh mẽ diễn ra. Vụ nổ này tạo ra một sóng xung kích quét qua không gian xung quanh, đủ mạnh để đẩy các vật thể gần đó ra khỏi quỹ đạo. Điều này khiến các lỗ đen mới hình thành thường xuất hiện trong trạng thái cô lập, không còn liên kết với những ngôi sao đồng hành. Tuy nhiên, hệ ba lỗ đen V404 Cygni đã làm lung lay quan niệm này. Sự tồn tại của một ngôi sao đồng hành xa xôi vẫn duy trì quỹ đạo xung quanh hệ, cho thấy lỗ đen trong hệ V404 Cygni không nhận được cú đá mạnh mẽ từ vụ nổ siêu tân tinh như chúng ta thường nghĩ. Các nhà nghiên cứu tin rằng, thay vì hình thành qua vụ nổ dữ dội, lỗ đen này có thể đã ra đời qua một quá trình nhẹ nhàng hơn, gọi là sự sụp đổ trực tiếp. Quá trình này diễn ra khi lõi của ngôi sao khổng lồ sụp đổ vào chính nó mà không phát ra một vụ nổ mạnh mẽ. Kết quả là một lỗ đen được tạo ra mà không có sóng xung kích, cho phép các ngôi sao đồng hành gần đó vẫn duy trì quỹ đạo ổn định. Để kiểm chứng giả thuyết này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện hàng nghìn mô phỏng trên máy tính, thay đổi các yếu tố về năng lượng và hướng của bất kỳ sự phóng ra nào có thể xảy ra từ vụ sụp đổ. Kết quả cho thấy, trong hầu hết các kịch bản,
ngôi sao xa xôi vẫn giữ quỹ đạo xung quanh hệ. Điều này củng cố khả năng lô đen đã hình thành qua sự sụp đổ trực tiếp. Nếu đúng như vậy, phát hiện này mở ra một hướng nhìn mới về cách lô đen có thể hình thành, một cách hòa bình và ổn định hơn so với trước đây. Điều này không chỉ thay đổi hiểu biết của chúng ta về sự hình thành lô đen, mà còn gợi ý rằng sự sụp đổ trực tiếp có thể phổ biến hơn chúng ta vẫn nghĩ. Trong vũ trụ bao la, có thể nhiều hệ sao khác mà chúng ta từng cho là đơn giản, lại ẩn chứa những cấu trúc phức tạp và những câu chuyện hình thành đầy bất ngờ như V404 Cygni. Những phát hiện này không chỉ giúp làm rõ quá trình tiến hóa của các hệ lô đen, mà còn đặt ra những câu hỏi mới về vai trò của chúng trong cấu trúc lớn hơn của vũ trụ. Hệ ba lô đen V404 Cygni không chỉ là một hệ thống kỳ lạ, mà còn là một phần của chuỗi khám phá đáng chú ý về các lô đen gần đây. Những phát hiện này, bao gồm cả việc ghi nhận sóng hấp dẫn từ các sự kiện hợp nhất lô đen, đã mở ra cái nhìn mới về cách lô đen tương tác và tiến hóa. Khi hai lô đen khổng lồ hợp nhất, chúng có thể tạo ra một lô đen khối lượng trung gian, một phát hiện làm phá vỡ các mô hình trước đây vốn cho rằng lô đen chỉ hình thành trong những dải khối lượng nhất định. Sự kiện GW đã chứng minh rằng sự hợp nhất của các lô đen có thể tạo ra các cấu trúc khối lượng mà trước đây chúng ta không thể lý giải, cho thấy rằng khối lượng và sự quay của lỗ đen có thể đa dạng và phong phú hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ. Trong thế giới của các hệ sao ba, việc có ba thiên thể cùng tồn tại là khá phổ biến. Tuy nhiên, hệ ba với sự hiện diện của một lỗ đen lại là điều cực kỳ hiếm. Thông thường, các hệ sao ba bao gồm hai ngôi sao quay quanh nhau ở gần, trong khi ngôi sao thứ ba nằm ở xa hơn. Hệ V404 Cygni với một lỗ đen và hai ngôi sao đồng hành không chỉ cho thấy sự đa dạng của các cấu trúc lô đen, mà còn mở ra khả năng tồn tại nhiều hệ ba lô đen tương tự mà chúng ta chưa khám phá được. Những hệ thống như vậy có thể đã bị bỏ qua trong các quan sát trước đây, thúc đẩy các nhà thiên văn học tìm kiếm thêm những hệ ba độc đáo trong vũ trụ. Nhờ sự tiến bộ của các công cụ quan sát hiện đại như kính viễn vọng rất lớn, Very Large Telescope, VLT, của châu Âu, và kính viễn vọng không gian James Webb, JWST, chúng ta có thể theo dõi chi tiết các hệ ba lô đen như V404 Cygni. Việc phân tích quỹ đạo và tương tác hấp dẫn giữa các thiên thể trong hệ không chỉ giúp xác định chính xác vị trí và khối lượng của chúng, mà còn cung cấp thông tin về lịch sử hình thành của các hệ lô đen này. Dữ liệu từ kính viễn vọng Gaia đã cách mạng hóa cách hiểu của chúng ta về chuyển động của các ngôi sao trong thiên hà, cung cấp các phép đồ chính xác có tiềm năng giúp phát hiện thêm các hệ ba lô đen nếu chúng tồn tại. Bằng cách áp dụng những dữ liệu này, chúng ta có thể tạo nền tảng cho những phân tích nhân khẩu học chi tiết về các lô đen, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về sự tiến hóa của chúng trong vũ trụ tương lai. Phát hiện này không chỉ mở rộng tri thức hiện có của chúng ta, mà còn định hình lại cách chúng ta hiểu về sự hình thành và tương tác của các lô đen, mời gọi một cuộc khám phá sâu hơn vào những bí ẩn chưa được giải đáp trong vũ trụ bao la này. Nếu bạn yêu thích khám phá và đam mê những câu chuyện bí ẩn lạ lùng về vũ trụ bao la, hãy tham gia cùng chúng tôi tại Kitten Explorer. Mỗi lượt đăng ký và mọi ý kiến đóng góp từ các bạn không chỉ là nguồn động viên, mà còn là cảm hứng để chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những bí ẩn còn ẩn giấu của vũ trụ. Hãy để lại quan điểm, mong muốn của bạn về những chủ đề sắp tới. Hãy cùng nhau mở rộng tầm hiểu biết và khám phá những bí ẩn chưa được hé lộ trong vũ trụ bao la này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.